Cầu thủ Hàn Quốc sốc nặng, khóc rưng rức khi để thua Indonesia theo kịch bản khó tin. Tại sân vận động Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, câu chuyện cổ tích được U23 Indonesia viết ra sẽ còn khắc sâu vào lịch sử bóng đá châu Á. Bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, song đội bóng trẻ xứ vạn đảo đã xuất thần loại Hàn Quốc ở loạt luân lưu vô cùng cần não với tỷ số 11-10 sau màn rượt đuổi với tỷ số 2-2 suốt 120 phút. Trận đấu này đã tạo ra những cung bậc cảm xúc trái ngược giữa hai đội. Nhiều cầu thủ Hàn Quốc đã khóc sau khi để thua sốc trước Indonesia. Đáng lưu ý, thất bại trước Indonesia cũng tạo ra một cột mốc đáng quên bởi lần đầu tiên sau 36 năm kể từ năm 1988, họ không thể đoạt được vé dự Olympic. Trước đó, Hàn Quốc là đội bóng ở châu Á có số lần dự Thế vận hội liên tiếp nhiều nhất, 10 lần. Cũng sau trận đấu vào rạng sáng nay, huấn luyện viên Shin Tae-kyung bên phía Indonesia đã gặp huấn luyện viên và ôm các cầu thủ bên phía Hàn Quốc để động viên, an ủi. Trước đó, ông Shin Tae-yong nói rằng ông muốn gặp Nhật Bản thay vì Hàn Quốc ở tứ kết, nhưng ông đã thực hiện hóa được lời tuyên bố của mình, đó là đánh bại đội bóng quê hương để viết nên trang sử mới cho bóng đá Indonesia.